Xoài non, Semesis thông báo ngày đón con hậu công khai thụ tinh nhân tạo, buộc làm một điều vì con. Cặp vợ chồng streamer có tiếng Semesis và hot girl Xoài non gây bất ngờ khi ấn định thời điểm có thai sau nhiều năm kết hôn vẫn không có động tĩnh gì về con cái. Đáng chú ý, cả hai cho biết sẽ dùng phương pháp IVF đang thịnh hành để tìm con. Xoài non và Semesis là cặp vợ chồng từ lâu đã không còn quá xa lạ đối với netizen Việt. Nổi tiếng là đôi trẻ có tình yêu hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, cuộc sống sang chảnh, vật chất đủ đầy cũng khiến nhiều người ghen tị. Tuy cách biệt nhau đến 13 tuổi, nhưng Xoài non và Semesis vẫn không hề bị cản trở, tình yêu sau nhiều năm vẫn tốt đẹp và ngày càng mặn nồng. Tuy về chung nhà đã được một thời gian, nhưng Xoài non đến hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì về việc có con. Người hâm mộ cũng tỏ ra lo lắng, ngóng chờ ngày cả hai báo tin vui. Mới đây, hot girl Xoài non bỗng bất ngờ bị netizen soi ra nhiều điều khác lạ trên cơ thể, phát hiện cô có thân hình đầy đặn và khác lạ hơn thường ngày, nghi đang có con đầu lòng và tăng cân. Giữa những đồn đoán, thì bà xã Semesis ngay sau đó cũng đã lời giải thích xác đáng. Theo đó, Xoài non cho biết việc tăng cân cũng có liên quan đến dự định có thai, nhưng hiện tại tin vui là vẫn chưa có. Ngoài ra, Xoài non còn thông báo luôn thời gian cả hai vợ chồng muốn sinh con, cụ thể là năm sau khi cặp đôi thông báo tìm đến biện pháp thụ tinh nhân tạo, IVF để sinh con theo ý muốn. Theo đó, nàng dâu hào môn chia sẻ, Xoài đang dự định muốn có bầu vào năm sau nên muốn tăng cân tí để cơ thể có chất với khỏe mạnh để không bị mệt. Chứ Xoài đợt ốm quá mọi người bảo như thế không đủ chất, có bầu sẽ mệt lắm. Vợ chồng Xoài non và Semesis quyết định cấy trứng, lý do chính là vì Xoài non cảm thấy bản thân không đủ sức khỏe để mang thai tự nhiên. Hơn nữa, cặp đôi cũng cho rằng em bé được thụ tinh sẽ khỏe mạnh và thông minh hơn. Được biết, hiện tại Xoài non có cuộc sống làm dâu hào môn đầy sang chảnh. Xoài non và Semesis quen nhau từ cuối năm 2018 và đến tháng 2 năm 2019, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, cặp đôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều do khoảng cách tuổi tác và gia thế. Dù vậy, Semesis tiết lộ Xoài non là bạn gái Việt Nam đầu tiên mà gia đình anh đồng ý cho tìm hiểu. Bản thân Semesis cũng cho biết anh cảm thấy may mắn khi yêu và cưới hot girl sinh năm 2002, vì vậy anh luôn thương yêu và chiều chuộng cô hết mực. Cuộc sống làm dâu, đặc biệt là mối quan hệ với mẹ chồng và các thành viên khác trong gia đình chồng của Xoài non vẫn luôn là chủ đề được dân tình quan tâm. Trong nhiều vlog, Xoài non từng tiết lộ được mẹ chồng cưng chiều và chăm sóc như con đẻ. Đặc biệt, cô nàng còn không ngại ngần đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu bên mẹ chồng như đi du lịch cùng mẹ, sang nhà chồng chúc Tết hay được mẹ chồng nấu ăn cho. Mẹ Semesis cũng chia sẻ, Xoài non còn có lần sang phòng bà nói chuyện và tâm sự cả đêm. Xoài non từng nói trong một chương trình rằng cô cảm thấy may mắn khi được làm con dâu của bố mẹ Semesis. Tất cả điều đó chứng tỏ rằng cô nàng có mối quan hệ rất tốt với nhà chồng, được cả gia đình chồng yêu quý và vui vẻ đón nhận. Không chỉ có chuyện tình cảm viên mãn và được chồng lẫn gia đình chồng yêu thương, nhan sắc và sự nghiệp của hot girl cũng ngày càng thăng hạng. Xoài non vốn nổi tiếng với gương mặt lai Tây, xinh đẹp như búp bê khiến nhiều người lầm tưởng cô nàng là con lai. Nhưng thực tế, Xoài non có bố mẹ đều là người Việt. Cô nàng từ lâu vốn đã nổi danh với cộng đồng mạng với visual hàng thật giá thật bất chấp cam thường, ảnh chụp vội chưa qua chỉnh sửa, mặt mộc. Dù trong bất kỳ tình huống nào, bà xã Semesis luôn rạng rỡ và chưa bao giờ bị dìm.